vào chiến trường xanh tuyệt vời này. Chuyện này thì bắt đầu vào 20:30 rồi, đã đầu chỉ số hạ gục là số 1 sau khi kết thúc kết liễu một người chơi. Thì đây là vòng loạt chiến để cùng team, cùng bang hội hay sao thì người đều sẽ rơi vào trạng thái PK cá nhân hết nha mọi người. Tham gia sự kiện này thì được rất là nhiều phần quà có giá trị như là ngọc 4, kim cương cường hóa lộ và kim cương tỏa hai mặt. Liên tục có người nằm xuống, mọi người có thể đánh người khác được không? Quay phim cười thật, chung chung bị đánh này nó, mọi người cứ coi xem hack nào rồi rồi rồi. Chung chung bị rồi chứ mình bị chung. Em thấy có một vài dàn có những cái tên khá là mới, đánh khá là đau, nó mặn ở mạng tối. Đầu server thì em hay soi ác nào là khúc cầm thần khí á, thì ác đấy sẽ lấy hơn một chút, dễ đánh, dễ kết liễu. Hiện tại là em kết liễu được 3 mạng rồi, rồi không giống như đầu server, nhưng mọi người đều rất là mạnh. 456 này. Lại còn phải huynh đệ ra bên kia đi. Đấy, chọn đây thì chọn phe thì chắc tất nhiên là các người chơi có thể là mình xem bên nào mà nhiều ác VIP hơn thì mình qua. Gì đi, ai bảo chê, chê. Mà như thế thì cũng không thể nào mà vượt qua được cái quy định của cổ đông. Khi mà bang hội mình chưa có cái chiến thuật rõ ràng như thế này á thì em cũng chọn random mà, xong bắt đầu cũng có thua. Ai thì cũng vào, muốn vào vòng 3. Boss thì món quà là nó cũng gọi là nho nhỏ thôi. Cao su quá, bắt đầu có người thì vào thêm chứ trời, ai mà chẳng muốn chứ nhở. Cách này có vẻ không ổn lắm. Chia từ nãy đến giờ 3 phút rồi vẫn 6, 7, 9, 10. Cái này rất là hay, là khi nào cân kèo mới bắt đầu đánh. Phải vượt 7 mấy thì mới cân. Lú lên chết à. Em nghĩ là ăn mình cứ cho đây đi. Đang nghe toàn diện vừa trâu vừa mạnh. Có mấy người không đánh. Đồ chiến thuật xem. Sẽ còn đánh, không biết là nó có tính thời gian chia team không. Chia xong là 45, không biết có đánh đến 55 không, thì mỗi vòng 10 phút.
Nó ra sớm chắc là ra bóp bánh hùng ha. Cái này có mặn như thế nó bắt bộ 2.8 không em? Mặn là ý anh là mặn cho có nghĩa nào mà anh? Tình làm gì? Tỷ số hiện tại đang là 9.759 nhưng về phía bên vàng. Nếu mà chuẩn ý, nếu mà nó không trừ hao đi kiểu không đánh bù giờ thì 8:50 là sẽ chốt, không chỉ là 55. Rồi chúng đợi xem nhé. Em thì chưa bao giờ trải qua một cái trận đánh mà nó chưa tin lâu như này. Ở đây là mất tầm 10 áp chứ em. Đấy là chọn thay cũng hiên xuống mọi người ạ. Ngày team hoạt động rất là nhiệt tình luôn. Sao lùi lại bị anh ở anh ra rồi. Khác biệt vẫn là tầm 40-50 điểm. Khá căng. 8:50 rồi và hai bên vẫn còn đánh tiếp. Mình nghĩ là Thiên Long Bát Bộ hot là vì người cũng đã tiếp cận với các phim cổ trang kiếm hiệp. Rồi thì cũng đều là phim của chuyện Kim Dung chuyển thể ấy. Vậy nên là game đực đá rất là phát triển và hot. Quá PK rồi, có PK rồi. Cái auto của em đang muốn dùng tư tương dạng vũ. Đấy. Xong thêm nữa, nếu mà ai xem phim kỹ hoặc là đọc truyện kỹ thì mọi người sẽ bắt gặp được cái quá trình mà các nhân vật trong phim học các bộ kỹ năng, rồi nó sẽ có cái tên trong đây này. Thì mỗi cái kỹ năng này là một cái quá trình mà nhân vật tìm tòi, tìm thầy, rồi tìm được cái quyển sách nó rơi rớt ở đâu đấy, đúng không? Một ai đánh pet của tôi vậy? Em chào anh Khoa nhá. Có tu khá lâu rồi anh ạ. Có tu thông minh nữa chứ. Chọn Nami rồi thì ai tặng cái gì? Mấy cái chức năng của auto thông minh này em không nắm rõ lắm. Đánh theo ki các kiểu, chuyển tiêu nhanh. Nhây thật sự. Lại được cái chắc 4 nay nhân phẩm quá. Có người lụm luôn không anh? Em chưa có live đi phiêu miễu phong ở Song Tuyết bao giờ. Khi nào phải live mới được. Bây giờ là 9:49. Hiện tại thì chuẩn bị có bóp ở bãi gần võ đang và ở trên đảo. Live đi chưa thay đổi. Dạ vâng. Nó cũng khó kiếm. Tên nhỉ? Do live lag nên là không bị anh Châu để ý mana. Mà bây giờ mana này hơi ít nhỉ? Được đâu đó 3k. Đau tu phiền quá.
Ủa? Mà cái tên mình ăn mà. Đó, cho quay. Nhìn Hera nó... Nó lại... Đảo hoa xoay rất là... Khác luôn. Ôi xong bị nick thân rồi. Thành công. Em còn 18 giây nữa mới di chuyển được. Thôi. Em phủ chồng lên bằng phủ bãi này đi. À, mọi người chia nhau ra nó đó. Vậy nên là ngôi cứu Kim Long Tiểu Long nữa, Ngũ Yên có hai PT đây mà không cứu.